Ngày 24 tháng 5 năm 2019 là tròn 10 năm tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi ông là một trí thức có tầm, toàn tâm toàn ý đóng góp cho một đất nước Việt Nam phát triển. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại là câu để nói lên sự khắc nghiệt về thời gian mà con người phải chịu khi bị giam cầm. Tuy nhiên, thời gian 10 năm vẫn không thể bẻ gãy ý chí của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức. Trần Huỳnh Duy Thức là một nhân vật bất đồng chính kiến, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại Sài Gòn. Ông là cựu tổng giám đốc của công ty dịch vụ điện thoại Internet, OCI. Ông bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 1 năm 2010 và kết án 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Ngọc Già, cựu tù nhân nhân quyền, khi trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 24 tháng 5 năm 2019, đưa ra nhận xét về anh Trần Huỳnh Duy Thức. Phải nói là tôi cảm thấy rất là xúc động khi ngày hôm nay tròn 10 năm anh Trần Huỳnh Duy Thức ở tù. Với cái quá trình rất là dài như vậy, thì với tư cách tôi là một nhà báo và theo dõi sát, có thể nói là rất sát về nhân vật Trần Huỳnh Duy Thức, thì ý kiến riêng của tôi đó, có lẽ là cho đến thời điểm này, Trần Huỳnh Duy Thức là một người thể hiện nhân cách người Việt Nam đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất. Ngoài ra thì tôi nhận thấy là ở anh Trần Huỳnh Duy Thức nó có cả một cái sự thành tâm, thiện tâm và kiên tâm mà hiếm có một người tù, một người gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam có được như anh ấy. Trần Huỳnh Duy Thức cùng Lê Thăng Long và một số người khác vào năm 2005 lập ra nhóm nghiên cứu Chấn thông qua việc nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2008, ông Trần Huỳnh Duy Thức lập ra hai blog có tên Chen Winit và Trần Đông Chấn, đăng tải những bài viết về bình luận về lãnh đạo và nền chính trị Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 với cáo buộc ban đầu là trộm cướp viễn thông. Tuy nhiên sau đó, tội danh chuyển thành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ba người cùng bị bắt và đưa ra tòa với ông Trần Huỳnh Duy Thức là luật sư Lê Công Định, doanh nhân Lê Thăng Long, thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 24 tháng 5 năm 2019 từ Sài Gòn, cựu tù nhân lương tâm Lê Thăng Long là người cũng đã bị bắt và bị tuyên án tù trong cùng vụ án với tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức nhận định. 10 năm đã trôi qua thì cái sự vô lý đó nó lặp lại trong 10 năm. Trong thời gian ban đầu thì cái sự kêu gọi trả tự do cho anh Thức đã diễn ra rất là nhiều lần. Nhưng mà tới thời điểm hiện nay thì cái việc thực hiện nó vẫn chưa được thực thi. Và điều đó là căn cứ trên kể cả trên luật pháp hiện nay của chính quyền Việt Nam hiện nay thì cũng đã không đúng. Chưa kể là cái bản án đó là cái sự đi ngược lại những cái văn minh và cái tiến bộ của nhân loại. Sau khi bị kết án, ông Thức bị giam tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau vụ tù nhân nổi dậy vào cuối tháng 6 năm 2013, ông bị chuyển ra Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong quá trình bị bắt, anh Trần Huỳnh Duy Thức cùng gia đình phía bên ngoài rất nhiều lần làm đơn để kêu oan. Bà Trần Thị Diệu Liên, chị gái của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, khi trao đổi với chúng tôi hôm 24 tháng 5 từ Sài Gòn, nhớ lại. Mà trong cái quá trình mà Thức bị bắt như vậy ấy, thì chị nghĩ là trên con đường mà Thức đấu tranh á, thì luôn luôn Thức đấu tranh và bảo vệ mình bằng con đường luật pháp. Suốt trong quá trình đó thì chị cứ nhớ rằng gia đình chị luôn luôn phía bên ngoài là làm đơn để mà kêu oan. Đầu tiên thì là yêu cầu về cái việc xử giám đốc Thẩm, bởi vì có cái trường hợp là Thức bị bức cung nhục hình, cho nên là gia đình chị và ba chị luôn luôn kêu oan là yêu cầu để mà giám đốc Thẩm. Và sau đó thì gia đình kết hợp với lại các người ở trong cái vụ án, cùng vụ án với anh Thức là anh Định, anh Long, Vận Trung á, thì là lúc đó hình như nó có xuất hiện một cái tình tiết mới, cho nên là những người bạn đấu tranh đó đã có làm đơn để mà yêu cầu tái thẩm để cho anh Thức được xử kiện lại và trong quá trình là kêu oan. Suốt cái quá trình đó thì gia đình chị lúc nào cũng như vậy hết, nhưng mà cũng vẫn không được một cái sự trả lời thỏa đáng từ phía tòa án.
Ngày 5 tháng 5 năm 2016, Trần Huỳnh Duy Thức bị chuyển từ trại Xuyên Mộc ở Bà Rịa Vũng Tàu đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An. Theo gia đình anh cho hay, anh Thức bị cưỡng bức, còng tay và bịt miệng suốt chuyến đi vì phản đối quyết định này. Bà Trần Thị Diệu Liên cho biết lý do thật sự anh Trần Huỳnh Duy Thức bị chuyển đến nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An. Suốt trong quá trình 10 năm thì cái mà chị thấy ấn tượng nhất mà cái thời điểm đó đó là từ trại giam Xuyên Mộc, Thức bị chuyển về trại giam Nghệ An, trại giam 6 với một cái lý do là từ chối đi tị nạn ở Mỹ. Thì thời điểm đó là Thức bị coi như là có thể nói là khống chế để mà đưa lên xe luôn và chuyển về trại giam, trong khi không có một cái quyết định từ cơ quan nào, từ luật thi hành án nào hết, từ tổng cục hoặc là điều tra gì. Thì rõ ràng là họ chỉ có làm một cách âm thầm là họ vào ban đêm và họ khống chế để đưa Thức về trại giam 6. Tại nhà tù Nghệ An, anh Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục nhiều lần bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ, nhưng anh vẫn không đồng ý. Theo cựu tù nhân lương tâm Lê Thăng Long, anh Thức ở lại để đấu tranh cho quyền của người Việt Nam. Anh Lê Thăng Long cho biết, anh và các bạn hữu sẽ tiếp tục con đường đấu tranh, không chỉ để trả tự do cho anh Thức theo như trước đây, mà làm sao để những trường hợp như anh Thức, như những người như anh, không được lặp lại trong tương lai. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2016, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã yêu cầu được gặp toàn thể gia đình gồm 14 người. Anh bác bỏ ý định đi định cư ở Mỹ như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do, đồng thời thông báo với cả nhà việc tuyệt thực đến chết mới thôi từ ngày 24 tháng 5 để đòi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực lần thứ nhất trong tù kéo dài 15 ngày từ ngày 24 tháng 5 năm 2016. Khi đó, một phong trào hưởng ứng thái độ bất khuất của anh Trần Huỳnh Duy Thức đã nổ ra bắt đầu bằng các cuộc tuyệt thực tập thể. Đến ngày 13 tháng 8 năm 2018, anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tiếp tục tuyệt thực để phản đối yêu cầu nhận tội từ phía công an để đổi lại lệnh đặc xá. Cùng với đó, ông cũng phản đối những ngược đãi của trại giam đối với mình. Tổng cộng lần này, anh Thức đã tuyệt thực lên đến 34 ngày. Bà Trần Thị Diệu Liên cho biết, bà cùng gia đình vẫn tiếp tục kêu oan cho anh Trần Huỳnh Duy Thức. Gần đây nhất là 2015 đó, thì mình có sửa đổi về cái điều 79 đó, thành 109 trong Bộ luật hình sự 2015. Và họ có thêm một cái khoản 3 là chuẩn bị phạm tội, người chuẩn bị phạm tội. Thì cái mức án nó không có quá 5 năm tù, có nghĩa là từ 3 đến 5 năm tù. Thì theo phân tích của các luật sư á, thì Thức nằm trong một cái trường hợp này. Cho nên là trong thời điểm này là gia đình chị và thậm chí cả bản thân Thức cũng là làm đơn. Thức cũng đã gửi cái đơn, nghĩa là từ 18 tháng 7 năm 18 Thức đã làm một cái đơn gửi lên Tòa án Nhân dân tối cao để đề nghị miễn hình phạt còn lại cho mình. Đến cái thời điểm này, tính đến cái thời điểm hiện nay á, thì rõ ràng là cái điều luật này nó đã giam Thức quá thời hạn là 5 năm. Bởi vì theo luật sư phân tích đó, thì Bộ luật hình sự nó có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2018. Đó, thì Thức đã làm đơn nhưng mà gửi lên tòa án mãi tới bây giờ vẫn không được cái sự trả lời từ Tòa án Nhân dân. Trại 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn là nơi mà người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang phải thụ án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Trần Văn Huỳnh, thân phụ của tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin mới nhất về anh Thức sau lần thăm gặp gần đây. Tôi là ba của Thức ngày 24 tháng 5, 2 tháng 9, vì là 24 tháng 5, 2019, đúng là 10 năm. Vừa rồi gia đình đi thăm mỗi tháng một lần. Và hôm rồi là hôm cách đây, với hôm 11 tháng 5. Nói chung sức khỏe tương đối ổn định. Vâng, và vì có những cái thức gửi rồi, thì ở trại giam nói đã gửi chuyển đi, nhưng mà rồi chúng tôi không nhận được. Và tôi cũng, chính tôi cũng gửi cái này lên thanh tra công an và kể cả bệnh vụ trưởng từ trường hợp này. Cụ tù nhân lương tâm Lê Thăng Long cho rằng, sự khởi đầu của anh và những người cùng chí hướng từ hơn 10 năm trước, thì đến thời điểm hiện nay, đã được sự hưởng ứng đồng lòng của rất nhiều người
và đang lan tỏa với nhiều hình thức khác nhau. Theo anh Long, tiến trình này đang ngày càng có tín hiệu rất tốt, tạo nên một sự vận động chung và sức ép rất lớn để làm sao chính quyền Việt Nam hiện nay có những sự thay đổi thật sự. Chúng tôi xin mượn lời luật sư Lê Công Định viết trên trang cá nhân của mình vào ngày tròn 10 năm anh Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt giam để thay cho lời kết. Năm tháng dài trong ngục tù đã đào luyện thêm ý chí sắt đá của anh và biến tên anh thành biểu tượng tự do của cả dân tộc. Duy Thức để chuyển mình trước thời cuộc thế giới hiện nay là điều dân tộc Việt Nam phải bước tới.